Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm để nuôi chó cho nó đi vệ sinh đúng chỗ nha mọi người. Thường thì chó nó không biết nó sẽ đi ở trong nhà, mà mình muốn cho nó đi ra ngoài sân ngoài vườn thì khi mà sáng sớm mình cho nó ăn xong thì mình sẽ dẫn nó ra ngoài ngoài chỗ vườn đứng đó cho nó đi vệ sinh một hồi rồi xong xuôi rồi mình mới dẫn vô nhà nha mọi người. Làm như vậy một vài lần thì nó sẽ quen nha. Như vậy thì chó mình sẽ đi vệ sinh ở ngoài giường không chứ sẽ không đi trong nhà nữa nha mọi người. Đây là hai con chó của mình, mọi người xem nó đi vệ sinh nha. Nếu mọi người thấy hay thì like video và đăng ký cho mình nha. Cảm ơn mọi người.